Mời quý vị cùng theo dõi chuyện trong ngày của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, công nghệ được coi là công cụ nhằm nâng cao chất lượng và tăng sức cạnh tranh sản phẩm. Trong đó, các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu, các viện nghiên cứu là nơi chủ yếu tạo ra công nghệ và tài sản về trí tuệ. Việc nghiên cứu khoa học là nguồn chính để tạo ra các sáng chế có thể thương mại hóa. Tuy nhiên, vấn đề liên kết, hợp tác và chuyển giao công nghệ trong các trường đại học, viện nghiên cứu hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, khiến cho một lượng lớn chất xám của các nhà khoa học bị lãng phí, chưa thể ứng dụng vào thực tế. Đây là một trong số nhiều sản phẩm khởi nghiệp từ kết quả nghiên cứu khoa học của các sinh viên trường Đại học Nông Lâm, thành phố Hồ Chí Minh. Dù được đánh giá cao, nhưng để có thể thương mại hóa và chuyển giao công nghệ vẫn còn là một hành trình gian nan. Ngoài lý do về mặt kinh phí, nguồn lực thực hiện, thì trang thiết bị, công nghệ thử nghiệm ở quy mô lớn hơn là công nghiệp vẫn cần sự kết nối từ nhà trường với các doanh nghiệp. Nhiều sinh viên có ý tưởng, có sản phẩm, nhưng để sản phẩm ra được thị trường thì họ vẫn phải chờ nguồn vốn tiếp sức từ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp. Phòng thí nghiệm thì cái thiết bị công nghệ là nó chỉ quy mô phòng thí nghiệm nên là nó không sản xuất được cái mẻ lớn, nên là tụi em mong là được sự đầu tư của các doanh nghiệp. Cái ngành về đặc trưng nông nghiệp thì là những cái ngành về sinh học. Nghiên cứu thì nó tốn thời gian nhưng mà chuyển giao cho đối tượng nông dân thì cái nguồn kinh phí cũng không thể tỷ coi như chuyển giao không, chứ không phải giống như những cái ngành khác. Hàng năm, trung bình Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cấp hơn 250 nhiệm vụ nghiên cứu cho các trường thành viên. Và tổng thể Đại học Quốc gia nghiên cứu hơn 700 nhiệm vụ khoa học công nghệ ở các cấp, ngành và địa phương. Nguồn tri thức và tài sản trí tuệ tạo ra là rất lớn, chưa kể các nguồn từ luận văn tốt nghiệp sau đại học của hơn 3.500 thạc sĩ, tiến sĩ. Tuy nhiên, con số được đăng ký bảo hộ và ra đến thực tế còn khá khiêm tốn. Theo các chuyên gia, thông thường từ nghiên cứu cho đến khi ra các sản phẩm phải trải qua 9 đến 10 bước. Tuy nhiên, từ bước 4 đến bước 6 được coi là thung lũng chết. Vướng mắc, khó khăn đều hầu như nằm ở đây. Dù nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có nhiều bước thúc đẩy, nhưng con số thành công vẫn rất ít. Nó có một cái mô hình gọi là Joint Lab, mô hình là cái lab chung giữa đại học và doanh nghiệp. Vì vậy thì những cái vấn đề đặt ra của doanh nghiệp hay một số doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực sẽ được một hay là một số nhóm nghiên cứu của trường đại học sử dụng cái phòng thí nghiệm đấy chung để mà giải quyết các bài toán của doanh nghiệp và có ra những cái đáp án hay là những cái kết quả cụ thể để giúp doanh nghiệp cải tiến nhiều vấn đề của doanh nghiệp. Bài toán ở đây chỉ là hợp tác đại học và doanh nghiệp, mà cái câu chuyện này thì không phải một bộ giải quyết được, và nó cần cái sự dẫn dắt của chính phủ và các cái bộ ngành liên quan vào cuộc, từ cơ chế chính sách cũng như là các cái thúc đẩy của các cái bên liên quan. Cái hệ thống sáng tạo quốc gia nó có 3 yếu tố: nhà nước, doanh nghiệp và các viện trường. Thế thì trước đây là nhà nước là vai trò trung tâm, bây giờ là doanh nghiệp là trung tâm. Đại học thì người ta vẫn nghĩ là nơi sáng tạo, đào tạo nhân lực. Thế bây giờ đại học khởi nghiệp là mình cũng là một phần như là ông doanh nghiệp không? Tức là cái tinh thần kinh doanh, tinh thần khởi nghiệp tạo ra giá trị có thể thương mại hóa được, đem lại cái nguồn lực thực, đồng tiền thực. Cùng với việc đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất là một trong 3 mục tiêu lớn nhất của các trường đại học hiện nay. Tuy nhiên, để làm được điều này, cần bắt đầu từ việc xây dựng mô hình quản trị nghiên cứu, chuyển hóa nghiên cứu thành tài sản và kinh doanh tài sản ấy. Đặc biệt, cái bắt tay giữa nhà trường và doanh nghiệp cần được thực hiện từ sớm để có những đơn đặt hàng cụ thể. Từ đó, việc hình thành công nghệ và chuyển giao công nghệ sẽ thuận lợi hơn, thay vì có gì nghiên cứu đó và trông chờ vào khâu trung gian. Lãng phí tài nguyên nghiên cứu khoa học đã trở thành một thực trạng từ nhiều năm qua. Nguyên nhân hàng đầu vẫn là do vướng mắc trong cơ chế chính sách, đặc biệt tỷ trọng chi ngân sách cho hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự hợp lý, chỉ đầu tư còn thấp, chi thường xuyên thì quá cao. Các nhà quản lý vẫn chưa chấp nhận rủi ro, chưa tin tưởng những người làm nghiên cứu. Điều này khiến không chỉ việc sử dụng nguồn lực của nhà nước gặp khó khăn, mà quá trình chuyển giao kết quả nghiên cứu và tài sản hình thành qua các nghiên cứu có sử dụng ngân sách nhà nước vẫn gặp lúng túng. Tháo gỡ những điểm nghẽn này đang là một yêu cầu cấp thiết hiện nay. Trung bình mỗi năm, Viện Ứng dụng Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện 10 đến 20 nhiệm vụ nghiên cứu chuyển giao đề tài cấp bộ có sử dụng ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp và địa phương đặt hàng.
Tuy nhiên, trong 5 năm gần đây, tỷ lệ các nghiên cứu khoa học công nghệ của viện được ứng dụng thực tế tại các địa phương chỉ chiếm từ 20 đến 30%. Theo đại diện của viện, để có thể triển khai được ứng dụng các nghiên cứu thì cần có nguồn lực về con người và tài chính. Bên cạnh đó, cơ chế xét duyệt đề tài và chuyển giao công nghệ cũng đang gây những khó khăn cho các nghiên cứu khi tiếp cận thực tiễn. Ở Việt Nam thì đa số đối với nhà chuyên môn như chúng tôi thì thường chúng tôi là phải đi đến với doanh nghiệp, chủ động đến với doanh nghiệp và hỏi doanh nghiệp xem là cái nhu cầu của doanh nghiệp đang cần cái gì. Và đặc biệt là để làm được việc đó thì chúng tôi phải có nguồn lực từ ngân sách nhà nước, từ thông qua các nhiệm vụ khoa học công nghệ. Nhưng mà để thông qua các nhiệm vụ công nghệ thì một cái quá trình xét duyệt và một quá trình thực hiện nó kéo dài 2 đến 3 năm từ lúc đề xuất đến lúc mà có thể nghiệm thu và đưa thực ra ứng dụng được. Vì vậy thì doanh nghiệp họ không thể đợi được việc này. Một trong những nguyên nhân nữa là nhiều đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ chưa bám sát với tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhiều công trình nghiên cứu mang tính chất hàn lâm, không có tính ứng dụng thực tiễn và chưa kết nối với nhu cầu mong muốn của doanh nghiệp ứng dụng. Có rất nhiều cái cơ quan cũng như các nhà khoa học ấy, thì họ đang ở cơ quan người ta chưa xác định được gắn cái hoạt động khoa học công nghệ với các cái thực tiễn sản xuất. Họ có thể có những cái nghiên cứu mang tính chất hàn lâm mà nhưng kinh nghiệm như viện chúng tôi là viện nghiên cứu triển khai thì tất cả các đề tài thì đều phải bám sát vào các cái điều kiện ứng dụng trong thực tế. Đối với các cái đề tài nước ngoài, các cái đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển, để đề tài được phê duyệt lúc nào người ta cũng quan tâm đến cái chuyện chuyển giao. Tức là cái đề tài của bạn ra, cái việc chuyển giao cái kết quả đề tài đối với đến với xã hội, đến với cộng đồng như thế nào, chúng ta phải có kế hoạch trước. Và các bên tham gia là không phải mỗi khoa học, mà các bên tham gia sẽ phải có các cái bên các cái nhà làm về chính sách, về xã hội. Để tháo gỡ những điểm nghẽn trong việc đưa nghiên cứu ra ứng dụng thực tiễn, các chuyên gia cho rằng cần phải có sự đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp quản lý, chấp nhận rủi ro nhằm thúc đẩy triển khai ứng dụng công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới dựa trên khoa học và công nghệ. Những điểm nghẽn này cần phải tháo gỡ ngay để tránh sự lãng phí cả nguồn lực nghiên cứu lẫn ngân sách nhà nước. Nhiều nghiên cứu khoa học được thực hiện trong một thời gian dài, có thể đã hoàn thành về mặt sản phẩm, song đến khâu thương mại hóa thì lại gặp lúng túng trong triển khai hay là gọi vốn. Hiện nay tại Việt Nam, một số chương trình ươm mầm nghiên cứu khoa học đã được mở ra, kỳ vọng có thể chắp cánh cho những sản phẩm nghiên cứu này đến với cuộc sống. Dự án Apico Robotics, công nghệ giúp tăng khả năng hoạt động của robot trong tác vụ gắp, kẹp, tiết kiệm thời gian điều khiển, vận hành. Sau hơn 4 năm nghiên cứu, dự án đã tham gia Lab to Market, chương trình ươm tạo đầu tiên tại Việt Nam nhằm thương mại hóa các nghiên cứu trong trường đại học, viện nghiên cứu. Với hai mùa 2021-2022, chương trình đã đồng hành được với các nhóm nghiên cứu đến từ 8 trường đại học, với cơ hội nhận đầu tư và tư vấn từ doanh nghiệp hay đội ngũ chuyên gia, trí thức trong thời gian tới 12 tháng. Ở mùa 1, 50% số nhóm đã đăng ký kinh doanh, 20 nhóm nhận được các giải thưởng quốc gia, khu vực và 40% nhóm được đầu tư và kết nối với doanh nghiệp. Phải từ các cái kết quả nghiên cứu, các cái sản phẩm nghiên cứu đấy trở thành sản phẩm thương mại, rồi phải đi tìm xem là những cái người dùng tiềm năng, những cái khách hàng tiềm năng ở thị trường và phát triển thành sản phẩm thương mại và bắt đầu định hình thành một mô hình kinh doanh. Và làm sao để cuối của một cái chương trình Lab to Market đấy thì các cái nhóm tác giả trở thành những cái nhóm mà phát triển sản phẩm thương mại đấy có thể bắt đầu đi bán hàng và có thể bắt đầu đi gọi vốn. BK Holding, đơn vị chủ trì triển khai chương trình ươm tạo này, là doanh nghiệp lần đầu tiên được phép thành lập tại một trường đại học ở Việt Nam với mục tiêu đầu tư góp vốn liên doanh, liên kết, ươm tạo, đồng thời có thể huy động và quản lý vốn phục vụ cho quá trình ươm tạo và thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ từ nhà trường. Theo đại diện BK Holding, yếu tố quan trọng nhất để một nghiên cứu không chỉ nằm trên giấy, đó là phải phù hợp với thực tế. Tại vì là cái kết quả họ đưa ra trong phòng thí nghiệm, họ được kiểm chứng trong phòng thí nghiệm, còn đi thực tế thì nó phải được vào trong cái môi trường sản xuất. Ở bạn không những lặp lại được việc đấy trong phòng thí nghiệm, bạn phải lặp lại được kết quả đấy ở xưởng sản xuất. Và thứ hai là bạn phải biến là việc tạo ra cái kết quả đấy nó trở nên là nhanh, nhiều, tốt, rẻ thì nó mới trở thành sản phẩm thương mại. Theo dữ liệu của báo cáo đổi mới sáng tạo mở Việt Nam được Bamboo App thực hiện, năm 2022, số lượng startup tại Việt Nam được đánh giá là không ít, khoảng gần 4.000. Song nếu so với các nước mạnh về khởi nghiệp trong khu vực
thì còn khoảng cách khá xa về mặt chất lượng và sự đồng đều giữa các ngành. Một giải pháp được đưa ra là các doanh nghiệp, tập đoàn lớn cần mở hơn nữa đón nhận các giải pháp của doanh nghiệp trẻ. Doanh nghiệp startup thì cần phải thực tế hơn, còn khối tập đoàn, khối doanh nghiệp hay chính phủ, ban ngành thì lại phải mở đề bài của mình nhiều hơn nữa để hai bên cùng đến với nhau. Đó. Và có những cái cơ chế đặc biệt hơn, ví dụ như là khi mà các tập đoàn, các doanh nghiệp đó họ đồng ý mở cửa của mình để cho các doanh nghiệp còn non trẻ vào để triển khai cái giải pháp, đúng không ạ, thử nghiệm giải pháp, đúng không ạ, thì cũng phải, bởi vì họ cũng chấp nhận một phần nào rủi ro ở trong cái công việc kinh doanh của họ, thế nên cũng cần phải có một cái sự hỗ trợ nào đó tương quan giữa hai bên để làm việc đảm bảo cái mục tiêu đầu ra là chúng ta đồng kiến tạo một cái hệ sinh thái. Những sáng chế tiềm năng, các dự án khởi nghiệp được ứng dụng trong thực tế, được quan tâm đúng mức sẽ góp phần hiện thực hóa giấc mơ được các sản phẩm made in Việt Nam vươn xa hơn nữa. Việc thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động sản xuất kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, cũng như năng lực cạnh tranh của các quốc gia. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, quá trình thương mại hóa nghiên cứu khoa học được tập trung vào sự kết hợp giữa các trường đại học với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư để nâng cao đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng kinh tế. Ở trong phóng sự cuối của chuyện trong ngày hôm nay sẽ là một số ví dụ cụ thể của các nước. Mời quý vị cùng đón xem. Đây là cơ sở tái chế dầu thực vật đã qua sử dụng vừa được ra mắt tại Kazakhstan. Sản phẩm phụ có thể được áp dụng ở mọi nơi, ví dụ trong lĩnh vực nông nghiệp. Những nguyên liệu thô như vậy có thể được sử dụng để sản xuất chất bôi trơn cho máy móc nông nghiệp, thức ăn cho gia súc và gia cầm, cũng như sơn và sơn mài, xà phòng và thậm chí cả nhiên liệu sinh học. Dự án được phát triển bởi các nhà khoa học tại Đại học Kỹ thuật Nông nghiệp Saifulin Kazakh. Ngày nay, có một lượng lớn dầu thực vật đã qua sử dụng được lưu trữ từ mạng lưới cung cấp suất ăn công cộng. Tất cả các loại dầu này được xả xuống cống, do đó gây ô nhiễm môi trường và có nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người. Nó cũng làm tăng chi phí sản xuất. Chúng tôi đã làm việc trong lĩnh vực này trong một thời gian dài và ý tưởng này đã có từ lâu. Chúng tôi thực sự đã mất 6 tháng để hoàn thành công việc nghiên cứu này và tham gia cuộc thi thương mại hóa. Dự án được thực hiện trên cơ sở chủ động. Hiện các nhà đầu tư đã bày tỏ sự quan tâm đối với công trình nghiên cứu trên và cho biết sẵn sàng đầu tư hơn 200.000 đô la Mỹ vào việc khai trương cơ sở sản xuất mới. Cầu nối giữa các chuyên gia nghiên cứu và nhà đầu tư là Quỹ Khoa học của Kazakhstan. Với câu lạc bộ gồm 170 đối tác, quỹ này đã và đang tích cực hỗ trợ thương mại hóa các phát minh khoa học của các học giả trong nước. Đây là một khoản tài trợ có mục tiêu được thiết kế để hỗ trợ các nhà khoa học và nhà phát minh trong nước. Nhưng để thu hút các doanh nghiệp, chúng tôi đã đưa ra yêu cầu bắt buộc về đồng tài trợ, giúp họ thu hút các doanh nghiệp thực hiện các dự án này trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Tại Đại học Bristol của Vương quốc Anh, công tác nghiên cứu của trường luôn gắn với giải pháp sáng tạo cho những vấn đề cam go mà xã hội đang phải đối mặt, từ biến đổi khí hậu cho đến quyền con người. Theo phân tích khung nghiên cứu xuất sắc năm 2014 của Times Higher Education, Đại học Bristol được xếp hạng trong nhóm 5 trường đại học hàng đầu Vương quốc Anh về nghiên cứu. Tôi quản lý một nhóm khoảng 20 đến 30 nhà nghiên cứu và chúng tôi hợp tác để nghiên cứu cũng như đưa vào ứng dụng các thiết bị điện tử vào tiến trình trung hòa carbon trong lĩnh vực năng lượng. Đã có hai nhà nghiên cứu trong nhóm của tôi tự khởi nghiệp để biến những nghiên cứu của nhóm thành các sản phẩm thương mại thực sự. Tôi tin rằng nỗ lực này của chúng tôi sẽ khiến lượng phát thải CO2 trong xã hội giảm đi rất nhiều. Hoạt động khoa học và công nghệ là một phần không thể thiếu trong các cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, những nghiên cứu mang tính thực tiễn và được tài trợ có mục tiêu sẽ là mấu chốt để biến các công trình trên giấy trở nên hữu ích với xã hội. That's all been enabled by materials like gallium nitride.